Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở các quốc gia phương Tây, đang ngày càng hoang mang về tình trạng dịch bệnh Ebola có thể lan rộng bên ngoài Tây Phi. Điều này không còn là nguy cơ mà đang dần trở thành hiện thực sau khi Mỹ thông báo có thêm một trường hợp nhiễm Ebola. Giới chức y tế Mỹ ngày 12 tháng 10 nói rằng họ vô cùng lo ngại vì nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas đã tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân nhưng vẫn bị mắc bệnh. Nếu ở một quốc gia đã tự tin tuyên bố có những điều kiện về vật chất và nhân lực tốt nhất để chống lại Ebola mà dịch bệnh này lại diễn biến phức tạp đến như vậy, thì thật sự là một điều đáng lo ngại đối với cộng đồng quốc tế. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, CDC, tiến sĩ Thomas Friedman cho biết, nữ y tá khi chăm sóc một bệnh nhân là ông Eric Dukan, người vừa qua đời vì Ebola, đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Chính vì thế, cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này. Chúng tôi đang đánh giá rủi ro ở nhân viên chăm sóc sức khỏe khác, bởi nếu đúng người này bị nhiễm Ebola, thì chúng tôi sẽ phải khoanh vùng tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Được biết rằng, nhân viên này còn chăm sóc nhiều bệnh nhân và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp khác. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ để biết xem chính xác nguồn lây nhiễm và có biện pháp can thiệp kịp thời ngăn chặn Ebola lan rộng trong cộng đồng. Được biết, người nhiễm virus Ebola là một nữ y tá ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian ở Dallas. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly và trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong khi đó, cơ quan y tế bang Texas yêu cầu toàn bộ nhân viên từng tiếp xúc với ông Eric Dukan phải tự kiểm tra nhiệt độ 2 lần một ngày và báo cáo khi thấy dấu hiệu nhiễm bệnh. Sở Cứu hỏa Dallas cũng đã tiến hành tẩy trùng toàn bộ khu vực tòa chung cư nơi nữ y tá này sinh sống. Cảnh sát đã yêu cầu người dân địa phương không đến gần để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã ngay lập tức chỉ thị chính quyền các bang thực hiện biện pháp bổ sung khẩn cấp để đảm bảo rằng hệ thống y tế Mỹ đang thực hiện đúng các quy định, đặc biệt là trong việc chăm sóc và tiếp xúc với bệnh nhân Ebola. Những ngày qua, liên tiếp các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm, thậm chí tử vong vì Ebola ở bên ngoài khu vực Tây Phi đã khiến dư luận phương Tây luôn trong trạng thái sốt sình sịch. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan rộng và số người tử vong đã lên tới hơn 4.000 người, ngay cả các nước có nền kinh tế phát triển, điều kiện về y tế hàng đầu thế giới cũng không thể ngồi yên. Phòng còn hơn chống. Lúc này, việc tăng cường kiểm tra sức khỏe tại các sân bay và chạy đua phát triển vaccine, thuốc điều trị Ebola là công việc được tập trung cao độ nhất. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, tại sân bay quốc tế lớn nhất ở New York, Mỹ, nhà chức trách tại đây đã cho lắp đặt một máy soi kiểm tra sức khỏe hành khách, đặc biệt đối với những người đến từ khu vực Tây Phi. Riêng những hành khách và phi hành đoàn trở về từ ba nước nằm ở vùng tâm dịch là Liberia, Sierra Leone và Guinea buộc phải cách ly để đo thân nhiệt và kiểm tra nhằm phát hiện những triệu chứng có thể trong thời kỳ ổ bệnh. Cùng với sân bay tại New York, bốn sân bay lớn khác của Mỹ dự kiến sẽ được lắp đặt các máy soi tương tự để theo dõi hành khách. Nằm ở phía Nam châu lục, nhiều nước tại khu vực Mỹ Latin như Peru, Uruguay cũng thông báo các biện pháp kiểm tra y tế nhanh tại sân bay. Mexico và Nicaragua cũng thông báo tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dòng người nhập cư đang đổ vào châu lục này trong bối cảnh dịch Ebola gây tử vong cao đang hoành hành mạnh. Canada kêu gọi các công dân nước này rời Tây Phi. Tại châu Âu, chính phủ Tây Ban Nha cũng siết chặt các biện pháp kiểm tra và giám sát ở các sân bay, cảng biển và cửa khẩu trên bộ. Phó Thủ tướng Soraya Santa Maria chịu trách nhiệm xử lý của khủng hoảng y tế này. Trước đó, chính phủ Anh cũng thông báo lắp đặt hệ thống máy soi tại hai sân bay lớn nhất ở thủ đô London là Heathrow và Gatwick và các nhà ga trên tuyến tàu cao tốc Eurostar từ Bỉ và Pháp, mục đích để kiểm tra hành khách đến từ các nước châu Phi và những người nghi nhiễm virus Ebola trong nỗ lực bảo vệ người dân trước dịch bệnh nguy hiểm này. Cũng trong nỗ lực kiểm soát dịch Ebola, ngày 11 tháng 10, Bộ Y tế Nga cho biết nước này đang điều chế 3 loại vaccine phòng ngừa Ebola và dự kiến sẽ sản xuất quy mô lớn trong vòng 6 tháng tới. Theo đó, một trong 3 loại vaccine trên đã sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng.
Mặc dù đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ebola cho rằng có thể dập được dịch Ebola tại Tây Phi trong vòng 3 tháng và các quốc gia trên thế giới đang thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan, nhưng việc virus Ebola lan tới Mỹ và châu Âu đã khiến người dân các nước phương Tây không tránh khỏi hoảng loạn. Thậm chí đã có thông tin cho rằng tổ chức Hồi giáo cực đoan IS có thể sử dụng Ebola như là một thứ vũ khí sinh học. Có thể nói đến thời điểm này, Ebola đã thực sự trở thành cơn ác mộng đối với phương Tây. Theo báo Daily Mail, mỗi ngày Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ nhận được 800 tin báo các trường hợp nghi nhiễm Ebola, nhưng tất cả đều là báo động giả. Khảo sát của tổ chức SurveyMonkey cho biết, 51% người Mỹ được hỏi lo sợ đại dịch Ebola sẽ bùng nổ ở nước này. Ở Tây Ban Nha, nhiều nhân viên bệnh viện Carlos III đã xin nghỉ việc vì lo sợ lây nhiễm virus Ebola từ bà Romero, y tá đầu tiên ở Tây Ban Nha nhiễm bệnh này. Mới đây, một hành khách trên máy bay từ Philadelphia, Mỹ tới Cộng hòa Dominica đã gây náo loạn và hoảng loạn khi hét to: "Tôi bị Ebola, các người chết rồi." Người này lập tức bị 4 nhân viên y tế thuộc đội phản ứng nhanh của Cộng hòa Dominica áp giải đi. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò đùa ý. Người đàn ông Mỹ này đã hắt hơi và hò suốt 4 giờ bay trên một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ, US Airways. Còn tại Australia, một máy bay của hãng Jetstar phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách nôn ra máu trên máy bay. Máy bay vừa rời sân bay Sydney và dự tính tới Darwin, nhưng đã phải quay lại và hạ cánh khẩn cấp. Khoảng 140 người trên máy bay đã được yêu cầu ngồi tại chỗ gần 1 giờ cho tới khi xác định rõ người đàn ông có bị nhiễm virus Ebola hay không. Người phát ngôn của Jetstar sau đó xác nhận người đàn ông trên không nhiễm bệnh. Có thể thấy sự lây lan của virus Ebola hiện đang đe dọa các nước phương Tây sau khi Mỹ công bố các ca nhiễm bệnh thứ hai của mình, đồng thời tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn những hành khách đến từ Tây Phi. Nhưng bên cạnh Ebola, một mối đe dọa khác có thể khiến phương Tây phân tâm và đau đầu tính toán. Thủ đô Baghdad của Iraq chưa bao giờ lâm nguy như lúc này khi hơn 10.000 tay súng của tổ chức Hồi giáo IS đang áp sát và sẵn sàng tấn công Baghdad. Trước tình thế nguy kịch này, các quan chức của Iraq đã phát đi lời cầu cứu tới Mỹ và các nước phương Tây, triển khai lực lượng bộ binh để bảo vệ thành phố từng được coi là thiên đường cho kinh Koran. Trong khi đó, ở miền Tây của nước này, một cánh quân khác của nhóm IS đang siết chặt vòng vây tại tỉnh Anbar. Còn tại thị trấn biên giới Syria Koban, nơi tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, IS đã điều vũ khí hạng nặng tới đây để vây hãm thành phố. Chiến lược của IS tới nay đã quá rõ ràng. Chúng định tạo một thế chân vạc để chiếm đoạt một vùng đất rộng lớn trải dài từ Syria tới Iraq. Sự tàn bạo của chúng, thứ được coi là cội nguồn sức mạnh của IS, đã và đang khiến dư luận thế giới lo ngại về một cuộc thảm sát diệt chủng một khi tổ chức cực đoan này giành thêm lãnh thổ. Tại một trại tị nạn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Iraq. Đây là những người phụ nữ Yazidi còn sót lại của ngôi làng Kocho, cách núi Sinjar của Iraq khoảng 45 km. Trên gương mặt họ còn chưa kịp vơi đi nỗi sợ hãi. Còn đây, những đứa trẻ Yazidi còn quá bé để hiểu chuyện. Những người phụ nữ này, những đứa trẻ này đã may mắn sống sót sau vụ thảm sát làng Kocho xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 8. Nhưng những ký ức về sự tàn bạo tột cùng của con người có lẽ sẽ còn khiến họ khiếp sợ cho tới cuối đời. Chúng hỏi những người đàn ông ở làng rằng có ai không muốn cải sang đạo Hồi không? Tất nhiên ai nói không đều bị giết. Bởi thế nhiều người đã không dám từ chối. Chúng nói chúng sẽ mang họ đi để học cách sử dụng vũ khí cho cuộc thánh chiến vì Allah. Chúng giết chết chồng tôi, anh rể tôi và bố chồng tôi ngay trước mắt tôi, chỉ trong vòng vài phút. Chúng bắt các thiếu nữ đi cùng chúng, bắn chết đàn ông nhưng chừa lại phụ nữ. Chúng đánh chúng tôi và bắt chúng tôi phải quy phục chúng. Bây giờ mẹ chồng tôi và em gái tôi đang bị chúng giam giữ. Trước đó, trong ký ức của họ, những người Yazidi chạy trốn tới đây đã bị IS truy sát tới tận cùng. Trong khi đó, tổ chức Hồi giáo cực đoan này không ngừng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để khuếch trương sự tàn bạo của mình. Với hầu bao lên tới hàng tỷ đô la Mỹ và ngàn phương tiện, khí tài chiến tranh thu được tại Iraq cũng như Syria, cùng với số người ủng hộ IS đến từ các nước phương Tây lên tới hàng ngàn người, IS vẫn duy trì sức mạnh bất chấp các cuộc không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu. Như một sự can thiệp của bộ binh, điều mà Iraq đang kêu gọi đã bị Mỹ từ chối.
Ngoại trưởng John Kerry ngày hôm qua đã một lần nữa khẳng định Iraq phải tự chiến đấu chống lại IS và Mỹ chỉ hỗ trợ thông qua các chương trình cố vấn, hỗ trợ về không kích. Đối với Syria và cuộc chiến của người Quốc tại Kobane, Mỹ cũng duy trì quan điểm tương tự. Nhưng bất chấp tuyên bố của giới chức Mỹ rằng Kobane chỉ là một trong nhiều thị trấn và nó không định hình chiến lược chống IS của liên minh do Mỹ dẫn đầu, các nhà quan sát lại cho rằng sự thất thủ của Kobane có thể sẽ kéo theo những hậu quả không ai lường trước được. Tờ Mirror của Anh ngày 12 tháng 10 đưa tin, các chuyên gia chống khủng bố đã bày tỏ lo ngại rằng nếu Kobane thất thủ, IS có thể vào Tây Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách cải trang là người tị nạn. Sự kiểm soát biên giới lỏng lẻo đã khiến hàng nghìn người dân Syria chạy trốn nội chiến và khủng bố, bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Không loại trừ rằng đã có những kẻ khủng bố trà trộn trong đó. Nguy cơ này đã làm gia tăng lo ngại mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Cùng lúc, các chuyên gia cũng nhận định thông tin trên rất thực tế, bởi đã có một số kẻ khủng bố đã tới nước Anh để truyền bá tư tưởng cực đoan hoặc lên âm mưu giết người. Dù vậy, điều mà phương Tây lo ngại hơn cả đó là viễn cảnh IS và Al-Qaeda bắt tay với nhau. Lúc đó, một mặt trận Hồi giáo cực đoan liên kết chắc chắn sẽ trở thành kịch bản ác mộng đối với phương Tây. Giờ đây, cụm từ liên minh ma quỷ mà người Mỹ vẫn hay dùng để cáo buộc các quốc gia khác không theo mình có lẽ đã lùi vào dĩ vãng. Đây mới chính là liên minh ma quỷ thật sự mà Washington và các đồng minh phải đối mặt. Sức mạnh của nó thậm chí còn đang khiến cho chính các quốc gia Ả Rập run sợ. Trước tình thế nguy cấp này, dự kiến vào ngày mai ngày 14 tháng 10, Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ nhóm họp nhằm bàn giải pháp chống lại nhóm chiến binh cực đoan. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang tập trung cho cuộc chiến chống IS, thì tại quốc gia láng giềng ở Liban, những đồn điền trồng cần sa đang phát triển mạnh. Điều đáng nói, việc dẹp các đồn điền này không phải dễ bởi chúng đều nằm dưới sự kiểm soát của một tổ chức Hồi giáo nào đó và nhiều chuyên gia cũng không ngoại trừ khả năng có cả IS. Bởi bấy lâu nay, bạo lực, tội ác và ma túy vẫn luôn có sự gắn kết với nhau. Chính phủ Liban trong nhiều năm đã từng ngăn chặn được sự tồn tại của các đồn điền chống ma túy như Bica Valley ở miền đông nước này. Nhưng trong thời gian gần đây, những đồn điền đó lại đang xuất hiện trở lại. Sự hỗn loạn ở Syria và những khu vực láng giềng trong năm nay đã khiến việc trồng cần sa trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã trốn từ Syria sang đây khoảng 2 năm trước. Thu nhập chính của tôi lúc này là trồng cần sa và xử lý chúng. Trong khi đó, hiện có khoảng 300.000 người ở nơi đây hứng thú với công việc này. Ngay cả khi tình hình ổn định thì cũng không dễ để chính phủ Liban yêu cầu các địa phương tiêu hủy loại cây này. Hezbollah và phong trào Hy vọng đang kiểm soát vùng Bica và họ vẫn chưa đồng ý phá hủy những đồn điền đó. Mặc dù chưa có dấu hiệu xuất hiện ở Liban, nhưng quốc gia này đang lo ngại IS sau khi kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria sẽ bành trướng sang nhiều khu vực ở quốc gia này. Trước đó có khoảng 20 binh sĩ và cảnh sát Liban được xác định là bị giam giữ bởi phiến quân IS. Tính đến nay, 7 binh sĩ đã được trả tự do trong khi 2 người khác bị hành quyết. Quân đội Liban hiện đang nỗ lực đối phó với tình trạng bạo lực tràn từ Syria sang. Cuộc tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra hồi đầu tháng 8 này, khi các phiến quân Hồi giáo đột kích một thị trấn biên giới nằm cách thủ đô Beirut khoảng 55 km. Iraq và Syria đang chao đảo với các cuộc tấn công của IS, trong khi nhiều ý kiến lo ngại chiến lược không kích của Mỹ là chưa đủ để suy yếu chứ chưa nói đến chuyện tiêu diệt tổ chức Hồi giáo cực đoan này. Liệu có hay không một bước đi mới trong cuộc chiến chống IS của phương Tây? Chúng ta sẽ theo dõi sau ngày 14 tháng 10. Còn bây giờ, Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.